hãy uống ngay trà xanh cấp độ được làm từ trà thái nguyên dầu EGCG không lo căng thẳng mệt mỏi giải như cuộc sống Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem bản tin 9 giờ của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, chỉ mới đưa vào sử dụng trong vòng một tuần ứng dụng PC COVID, được xem là giải pháp công nghệ phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của quốc gia, Tại Bình Phước, việc triển khai thực hiện ứng dụng PC COVID đã được triển khai rộng rãi đến các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. Ứng dụng PC COVID được áp dụng cho người đang sinh sống và du lịch tại Việt Nam với các tính năng chính sau, cấp quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, phản ánh của người dân, thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm, thẻ COVID-19, truy vết tiếp xúc gần, mật độ di chuyển, Xu hướng lây nhiễm, bản đồ nguy cơ, truy vết thần tốc, chiến lược tổng thể phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với các tính năng này, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc thiết yếu cho người dân và các tổ chức trong phòng chống dịch. Để phục vụ công tác phòng chống dịch của tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Quang cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã triển khai rộng rãi thực hiện những nội dung liên quan đến hướng dẫn và sử dụng phần mềm BC Covid và phấn đấu đến cuối tháng 10 năm 2021, tỷ lệ sử dụng ứng dụng này trên địa bàn tỉnh phải đạt trên 60%. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có tổ công nghệ hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện mục tiêu này. Ngoài việc tăng cường công tác phòng chống dịch thì vừa qua chính phủ đã ban hành nghị quyết số 116 về gói chính sách hỗ trợ cấp bách trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hiện bảo hiểm xã hội Bình Phước cũng đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng chi hỗ trợ cho các đối tượng một cách nhanh nhất. Gói hỗ trợ lần này được thực hiện một lần bằng tiền mặt đối với những đối tượng là lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bị tác động tiêu cực đến việc làm, thu nhập do bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Những người lao động đã từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do bị mất việc làm từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Chính sách này cũng hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phải đầu tư một khoản kinh phí lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện toàn tỉnh có 103.523 người lao động và 1.803 đơn vị sử dụng được chi trả từ gói hỗ trợ này. Ngoài ra, những lao động làm việc tại địa phương khác nếu có nhu cầu nhận hỗ trợ tại Bình Phước thì Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chi trả. Với sự quyết liệt kịp thời và linh động trong triển khai thực hiện nghị quyết này, giúp cho người lao động và cả đơn vị sử dụng lao động có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất. <laughs> Thưa quý vị, sau thành phố Hồ Chí Minh quyết định mở cửa đón người lao động trở lại làm việc thì tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản hoàn tốc vào ngày 1 tháng 10 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp để từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Việc mở cửa được tỉnh tiếp tục mở dần từng bước đối với các vùng theo mức độ nguy cơ ở quy mô ấp, khu phố. Việc thực hiện phải tuyệt đối an toàn. Đồng Nai yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình dịch và các tiêu chí khác để quyết định thực hiện và chuyển đổi giữa các vùng. Đồng thời giao các huyện thành phố trên địa bàn quyết định việc mở cửa trở lại trạng thái bình thường mới, có trao đổi thống nhất cùng ngành y tế. Ở tất cả cấp độ dịch, người dân trong tỉnh bắt buộc phải tuân thủ 5K, ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động liên hệ ngay với cơ quan y tế khi có dấu hiệu bệnh. Đồng Nai cũng vẫn tiếp tục kiểm soát việc lưu thông, xử lý các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Cũng trong chiều qua ngày 1 tháng 10, 112 công dân của tỉnh Bạc Liêu bị mắc kẹt tại cửa ngõ tỉnh Long An khi đi bằng xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê đã được đoàn xe của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đưa về Bạc Liêu vào khu nhà ở sinh viên tại phường 1 thành phố Bạc Liêu để cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 theo quy định đa số công dân trở về là người lao động bị mất việc bị kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khi địa phương này thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng nay. đến chiều ngày 30 tháng 9 khi hay tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ nới lỏng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nhiều người dân đã tự rời thành phố bằng xe gắn máy để về quê khi đến địa phận tỉnh Long An thì bị kẹt lại. Trước tình hình trên, được sự chỉ đạo của quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An đã phối hợp với các tỉnh thành có công dân để tổ chức đưa người dân về địa phương thực hiện cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 theo quy định. Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì tin giả cũng được xem là vấn nạn khó lường, khiến cho công tác phòng chống dịch thêm nhiều khó khăn. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi học trực tiếp tại trường từ ngày 11 tháng 10, khiến phụ huynh và sinh viên băn khoăn lo lắng. Để kịp thời trấn an dư luận cũng như những lo lắng của học sinh và phụ huynh, phía trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã có ra thông báo mới nhất về khẳng định thông tin này là sai sự thật. Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa có bất kỳ thông báo nào liên quan đến thời gian sinh viên chính thức trở lại trường. Các thông báo về việc đi học trực tiếp sẽ được thông tin trên website của trường và fanpage của trường. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, trong khi một số tỉnh thành phố của Việt Nam quyết định nới lỏng và mở cửa để đón người lao động trở lại làm việc, phục hồi kinh tế thì nhiều nước trên thế giới tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa. Tính đến cuối ngày hôm qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 202.000 ca nhiễm mới và hơn 3.600 ca tử vong. Đến nay, toàn cầu ghi nhận gần 235 triệu ca mắc COVID-19, hơn 4,8 triệu người trong số này không qua khỏi. Nhiều quốc gia hiện vẫn phải gia hạn lệnh phong tỏa song song với đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Lào tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thêm 15 ngày bắt đầu từ ngày hôm qua, sau khi ghi nhận thêm hơn 460 ca nhiễm mới và một trường hợp tử vong. Đây là lần thứ 11 quốc gia này gia hạn lệnh phong tỏa, nhưng dịch bệnh vẫn lan rộng trong cộng đồng, với mức tăng hơn 48% so với giai đoạn trước đây. Hiện Lào đang nỗ lực đưa đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Trong khi đó, Philippines và Thái Lan tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế sau khi đánh giá tình hình dịch bệnh đã được khống chế. Còn tại Nhật Bản, lần đầu tiên sau 6 tháng qua, nước này đã dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 18 tỉnh, cũng như từng bước nối lại hoạt động kinh tế xã hội. Tại châu Âu, Hy Lạp lại phải áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai nước này do số ca nhiễm mới và tử vong tăng trở lại trong những tuần gần đây. Đến nay mới chỉ có khoảng 58% dân số Hy Lạp được tiêm phòng đầy đủ. Thưa quý vị, cũng chung tay chăm lo hỗ trợ người lao động tự do khó khăn trong đại dịch. Tại Bình Phước, chính quyền và các nhà hảo tâm đã có những chính sách kịp thời, thậm chí là từ những suất cơm, một phần rau, ký gạo hay những phần quà. Ở mỗi xã hội, mỗi thời đại thì những hành động nghĩa tình, sự đồng cảm yêu thương giữa con người với con người vẫn không ngừng được lan tỏa trên khắp thế giới, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Câu chuyện hôm nay là về bữa ăn đặc biệt của những phận đời kém may mắn. Gia đình 6 người nhà cô Riste cùng sinh sống trong một căn nhà chật chội tại Cebu, Philippines. Từ khi đại dịch bùng phát, vợ chồng cô không thể đi làm để kiếm tiền để nuôi các con nhỏ. Có những ngày, cả nhà phải nhịn đói, uống nước trừ bữa. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, gia đình cô đã có thể chống chọi sống qua ngày. Giờ đây chúng tôi chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của mọi người và chính phủ, gọi cho chúng tôi gạo. Ít nhất là có gạo để sống, không thì chúng tôi cũng sẽ chết. Đối với bà Olga Fejube, 72 tuổi, sống một mình tại La Habana, Cuba. Một chiếc hamburger nhỏ nhỏ từ những bữa ăn thiện nguyện, cũng đủ làm một ngày của bà trở nên no ấm. Niềm hạnh phúc đông đầy trong đôi mắt đã in hằng tuổi tác. Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn một món quà quý giá đối với một công nhân về hưu như tôi lúc này. Đó chỉ là một vài trong số hàng trăm hàng triệu người trên thế giới có hoàn cảnh khó khăn được nhận trợ cấp trong thời buổi dịch bệnh nhờ vào những sự hỗ trợ, những bữa cơm thiện nguyện. Với họ, sự hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm thực sự đã trở thành cứu cánh giúp họ ổn định cuộc sống trong lúc khó khăn. Những món quà hay bữa cơm dù nhỏ nhưng là giúp họ có bữa ăn no lòng và ấm áp tình người. Đại dịch Covid-19 khiến cuộc sống của chúng ta khó khăn nhiều hơn nhưng cũng có những tấm lòng thiện nguyện với những mô hình cách làm hay để san sẻ tình yêu thương giữa con người như gian hàng từ thiện, tủ lạnh cộng đồng, ATM gạo hay ngân hàng thực phẩm đã phát huy và lan tỏa nghĩa tinh thần nhường cơm sẻ áo của cộng đồng trong khó khăn. Những tủ thực phẩm từ thiện dành cho những người bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 đã xuất hiện ngày càng nhiều ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Người dân Thái Lan cũng như các nhà hảo tâm cũng đang được khuyến khích kêu gọi chung tay đóng góp thực phẩm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ có tủ từ thiện này, nhiều người nghèo đã có thể ăn uống đầy đủ để có sức khỏe vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tại Indonesia, nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do dịch chính phủ nước này đã triển khai chương trình phát gạo miễn phí cho người dân thông qua các cây atm gạo những đối tượng được nhận gạo miễn phí gồm những gia đình có thu nhập thấp người nghèo người thất nghiệp người vô gia cư thành phố los angeles của mỹ cũng đã triển khai một chương trình có tên là tủ lạnh cộng đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch nhiều chiếc tủ lạnh được chất đầy đồ ăn đã xuất hiện trên các đường phố los angeles để mang đến thực phẩm miễn phí cho người nghèo đói không chỉ thực phẩm, nhưng người dân còn đóng góp cả quần áo, những đồ dùng thiết yếu khác. Những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 9 giờ của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Hãy uống ngay trà sắt cấp độ được làm từ trà Thái Nguyên dầu không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.